Rồi cô chào Tường Vin nha. Em chào cô, chào cô chào Hoàng Sinh nha. Share về Tường cho các em nhá. Share về Tường cho các bạn cùng học nào. Đợi một chút cho các bạn vào nhá. Rồi cô chào Diệu Linh nha. Cô chào Tâm Như này. Nguyễn Hải Nam xuất hiện rồi à? Đấy chưa? Đợi một phút nữa nha cho các bạn cùng vào. Hôm nay mình sẽ live về đường tròn. Live về đường tròn và dạng toán chủ yếu của mình ở đây sẽ là chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn. Đấy chưa? Cùng với bài của hôm trước. Rồi, cô chào Hắc Hường nha. Đợi các bạn vào em ngồi thả tim. Trời ơi. Rồi ok Nguyễn Hải Nam tí xếp tin nhắn em nha cô. Rồi cô chào Dương Kim Huệ nha. Share về tường tăng các bạn của mình vào đi. Được chưa? Rồi cô chào Hồng Vũ nha. Bắt đầu nha. Đấy chưa? Nhắc lại về cách chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn. Dạng này là có trong đề thi nhá. Vô cùng quan trọng đấy nha. Được chưa? Tường Vin giải thích cho em về nội tiếp và ngoại tiếp đi. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao ba đường phân giác, còn tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao ba đường trung trực. Được chưa? Mấy hôm trước em học muộn không xem cô được. Rồi bây giờ vào cùng cô và các bạn nhau vậy nha. Rồi cô chào Diệu Linh. Chào Châm Châm này. Ui buồn thí. Thôi không sao, tắt like đi và học văn nhá. Thấy chưa? Các bạn đang ở buổi xem chung có thể vào trong bếp 2K5 ôn thi vào 10 chắc chắn đỗ. Được chưa? Có thể xem trong này luôn. Comment cùng các bạn luôn. Được chưa? Rồi, cô chào Bùi Thảo. Rồi, cách 1. Cách 1 ở đây là gì? Có hai cách. Sử dụng định nghĩa chứng minh các điểm này cùng cách đều một đường tròn. Em có thể sử dụng là gì? Đây, ví dụ nha. Ví dụ nào, đường tròn tâm O, đường kính gì AB nhá, đường tròn tâm O, đường kính AB, được chưa? Đấy, bán kính R em chưa học từ bài này, không sao, đây là bài gần như bài đầu tiên, gần như là đây là bài đầu tiên luôn của các em, được chưa? Được rồi, Hắc Hường tí nữa cô rep inbox, được chưa? Nên là bây giờ mình bắt đầu nhá. Nào, đường tròn tâm O, được chưa? Vậy em chú ý này, để ý nhá, các góc mới có đường kính này, chắn đường kính này, được chưa? Sẽ bằng bao nhiêu độ? 90 độ, được chưa? Hôm trước mình sẽ học cái, mình đã học cái gì rồi nhỉ? Cho tam giác ABC vuông tại A có gì? Vuông thôi nhá. Nhắc lại kiến thức lớp 7 luôn, được chưa? Tam giác ABC vuông tại A có gì? M là trung điểm của BC. Vậy M là trung điểm BC. Vậy trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Vậy AM bằng 1/2 BC, hay là cách khác là bằng MC và bằng MB. Vậy tam giác vuông thì đường, thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác chính là gì? Chính là trung điểm của cạnh huyền luôn. Được chưa? Nhớ nhá. Trong tam giác vuông, đường tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác chính là trung điểm cạnh huyền. Cái này hay gặp bởi vì em nhìn lên đây này. Được chưa? Chỉ cần nhìn tam giác vuông phát là mình nhớ nhìn ngay này. Là
O chính là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác này luôn. Được chưa? Đấy. Rồi, áp dụng luôn nhá. Vào bài số 1. Bữa nay em không xem được, nhớ cô quá. Rồi ôi không sao chứ Tô. Share về tường, hôm sau xem sau nhá. Được chưa? Vào bài số 1 luôn. Nhìn thấy rõ chứ? Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD. AB bằng 8cm, BC bằng 6cm. Chứng minh rằng 4 điểm ABCD thuộc cùng một đường tròn và đồng thời là gì? Tính bán kính của đường tròn đó. Được chưa? Em mới học được bài đầu. Học được bài đầu đã hiểu gì chưa? Học câu này chưa? Nào vẽ nha. Hình chữ nhật ABCD này, 8, 6. Các em có thể vẽ đúng kích thước, nhưng mà to quá chứ không để làm gì. Được chưa? Đúng rồi, tường pin đường chéo hình chữ nhật. Có bạn nào ra đáp án giống không? Vậy comment nhanh đáp án bán kính của đường tròn. Nhưng bạn nào học rồi nè, khi nào cô like đại số á? Hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ tư sẽ like hình. Thứ tư hôm nay like hình nhá. Chủ nhật sẽ like đại nhá. Được chưa? Chắc buổi sau sẽ là hàm số tiếp thôi. Được chưa? Đấy. Tiếp nào. Bạn nào học rồi comment bán kính số nào. Còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn mà chưa kịp học nha. AB bằng 8. Đây thì mình chỉ lấy 4 thôi nha. BC bằng 6. Lấy 3 thôi. Được chưa? Vẽ tỷ lệ thôi chứ không cần phải vẽ hết toàn bộ đâu. Vẽ toàn bộ thì cho con nó dài ra thôi. Được chưa? A, B, C, D. 4 điểm thuộc cùng một đường tròn. Đây, như bạn đã nói, đường chéo. Tại sao lại như vậy? Vì tam giác, ví dụ trong tam giác A, B, C, được chưa? Vuông tại A, học hàm số vui quá, vui quá gì nữa. Tường pin bán kính là 5. Rồi, xem nhá. Nguyễn Hải Nam bán kính bằng 5. Rồi, tiếp nào. Đây là AB bằng 8, BC bằng 6cm, được chưa? Vậy trong tam giác ABC vuông tại B thì mình có tính được AC không? Có đúng không nào? Mình tính theo gì? Pythagore, được chưa? Theo công thức của Pythagore thì mình sẽ tính được AC. AC sẽ bằng bao nhiêu? 10cm. Đấy. Áp dụng công thức nhá. AB bình cộng BC bình sẽ bằng AC bình, được chưa? Vậy thay nào, AB bằng 8 bình cộng 6 bình sẽ bằng 10 bình. À nhầm, bằng AC bình. Đấy, sẽ suy ra được AC bình sẽ bằng 100. Từ đấy suy ra AC bằng 5cm, được chưa? Sao bếp 2K5 không thông báo cô like? May mà em để chế độ xem đầu tiên mới thấy cô like. Rồi, may quá. Vậy bạn nào, các bạn hãy để xem chế độ xem đầu tiên nhá, xem trước đúng không? Đấy, để thấy được buổi like nhanh nhất. Bếp 2K5 á, hình như cô chưa share vào đấy. Bạn nào share giúp cô vào bếp 2K5 toàn lý hóa văn anh đi, cho các bạn cùng vào, được chưa? May quá không kiểm tra. AC bằng 10 chứ cô. Nhầm, đấy. Ngồi một lúc là lú rồi. Rồi, AC bằng 10, cảm ơn. Rồi, cô cảm ơn các bạn nha. Vậy, trong tam giác ABC vuông tại B, cô vừa nhắc là gì? Tâm sẽ là gì? Trung điểm của cạnh huyền, được chưa nào? Vậy, đây, trung điểm của cạnh huyền chính là tâm, được chưa? M chính là tâm của tam đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tương tự với tam giác ADC, vậy tâm của nó cũng chính là gì? DM, được chưa? Cũng là M, được chưa? Và bán kính là bằng gì? AC trên 2, đường chéo trên 2. Bởi vì BD cũng là, bởi vì BD cũng là gì? Cũng là đường chéo, được chưa? AC trên 2 và bằng 10 trên 2 và bằng 5cm, được chưa? Nhớ cách tính tâm nhỉ? Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông chính là trung điểm của cạnh huyền. Tâm đường tròn
Ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền. Được chưa nào? Rồi, tiếp nhá. Rồi, từng pin vừa đã nhầm đúng không? Rồi, nhầm có 100 bằng chót nhầm bằng 5 thì là comment rất nhiều. Cô lộn. Tiếp. Được chưa? Tiếp nha. Hiểu bài này được chứ? Đây. Các em nốt lại các chú ý nha. Có cần cô trình bày không? Được chưa? Nếu mà trình bày thì sao? Trình bày thử một bài nhá. Xét tam giác ABC vuông tại A, à vuông tại B. Có gì? Có cái này B sang AB bình cộng BC bình bằng AC bình theo Pythagore. Được chưa nào? Vậy suy ra gì? AC sẽ bằng chấm chấm, các bạn chết sang bên này nhá, chết từ bên này sang. AC sẽ bằng 10 cm. Được chưa? Tương tự nào, tam giác ABC vuông tại B, gọi giao điểm của AC và BD là M. Vậy suy ra gì? BM sẽ bằng 1/2 AC. Vì gì? Đường trung tuyến đứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Thầy cô cũng có lúc sai, cũng thông cảm rồi. Sai lỗi bé là bị bắt luôn đúng không? Lỗi to cũng bị bắt. Nào, tiếp tục bài 2 nhá. Cho tam giác ABC đều, gọi MNB theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và CA. Nhớ đúng thứ tự nhá. Chứng minh các điểm này cùng thuộc một đường tròn. Cùng thuộc một đường tròn. Ừ. Vậy tâm của nó là đâu? Tâm là gì? Bạn nào comment tâm với cô nào? Tam giác ABC đều nhá. Vẽ tam giác đều này. Cho bao nhiêu nhỉ? 6cm đi. Sao to? 3 này. Không biết có tới không nữa. Tới, đẹp nha. Rồi. Tam giác ABC đều. Có thể người ta cũng có thể cho gì? Cho ABC cạnh của nó, được chưa? Cho cạnh của ABC thì từ đấy thì mình có thể tính được bán kính luôn nhá. Nhưng mà đề bài này người ta không cho nhá. Gọi MNP là trung điểm của AB. Trung điểm của AB này. Trung điểm của BC này. Đây, M này, N này, P này. Đây, trung điểm này. Nhưng mà các cạnh này bằng nhau, nên là AB, BN đều bằng 1/2, đều được, đều bằng nhau, được chưa? Chứng minh rằng BM, BN, BM, BC nhỉ? BM, BC cùng thuộc một đường tròn, được chưa? Nào, comment nào, đường tròn tâm là gì? Nguyễn Hải Nam ở giữa. Giữa là đâu em? Chú ý nhá. Tam giác này là tam giác đều đúng không? Vậy CM là đường gì? Người ta cho là M là trung điểm, vậy CM là đường trung tuyến. Thì đồng thời nó cũng là đường gì? Đường cao. Được chưa? N hỏi chấm. Rồi ôi. Tiếp, BP cũng là đường cao. Vậy theo cái hình vẽ vừa nãy của cô, đây, được chưa? Đây, tam giác vuông. Vậy tam giác vuông, vậy là ra đâu? Chính là trung điểm của đường cạnh huyền. Trong tam giác MPC thì cạnh huyền là BC. Trong tam giác BBC thì cạnh huyền cũng là BC. Được chưa? Đấy, hình quá dễ vẽ đúng không? Đây, bằng luôn. Được chưa? Đấy. Suy ra đường cao, đúng rồi. Nguyễn Hải Nam đúng rồi. Từ trung tuyến suy ra đường cao. Tiếp nào. Trình bày nhá. Xét tam giác ABC đều, tâm đường tròn là trực tâm đúng không ạ? Đúng, trực tâm. Tâm đường tròn ngoại tiếp hay nội tiếp em? Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao ba đường trung trực. Tâm đường tròn nội tiếp là giao ba đường phân giác. Còn trực tâm là ba đường cao mà em.
Nếu mà trong tam giác đều thì điều đó đúng, bởi vì trực tâm đồng thời cũng là mấy cái tâm kia luôn. Nhưng mà trong tam giác thường thì điều em nói là sai nhé Quỳnh Anh. Được chưa? Rồi, tiếp nào. Xét tam giác ABC đều có. Có gì? Có CM là đường trung tuyến. Suy ra CM đồng thời là đường cao của tam giác ABC. Được chưa nào? Vậy suy ra gì nhỉ? Tương tự với CM thì tương tự với gì? BB đúng không? BB là đường trung tuyến. Vậy suy ra BB cũng là đường cao của tam giác ABC. Được chưa nào? Đấy, điểm N này là của bạn Tường Bi là đúng rồi nhá. Nguyễn Hải Nam cũng đúng rồi. Được chưa? Vũ Thanh Tâm, cô ơi giảng lại chỗ kiến thức cho em. Không có gì đâu em. Nó chỉ là gì? Tam giác vuông thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này là gì? Là trung điểm của cạnh huyền. Được chưa? Cạnh huyền ở đây của mình là cả cạnh huyền BC. Được chưa? Quê cô ở Mô thế, quê cô ở Hà Nội đấy. Huy Phạm, quê cô ở Hà Nội nhá. Được chưa? BB là đường cao, BB là đường cao của tam giác ABC. Vậy suy ra gì nhỉ? Thôi mình xét tam giác đi. Xét tam giác MBC vuông tại M. Vậy suy ra gì? Có gì? Có N là trung điểm BC. Vậy suy ra N chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MBC đúng không? Vậy chứng minh tương tự đúng không? Thì mình cũng suy ra gì? N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác PBC. Được chưa? Đấy. Vậy suy ra một điều gì? 4 điểm MBCP cùng thuộc một đường tròn và có tâm là gì? Tâm N, bán kính hoặc là đường kính cũng được. Đường kính là gì đây? BC luôn, đúng chưa? Đấy. Thế là đề bài này người ta chỉ cần sửa thêm là gì? Sửa thêm là gì? Cho tam giác ABC có cạnh là 6cm hay gì đấy thì người ta sẽ hỏi được thêm cái bán kính. Được chưa? Rồi, châm châm. Châm châm quê, cô ơi, cô có tài liệu 45 phút đại số không ạ? Cô có mà, trong buổi live bao nhiêu ấy nhỉ? Cô không nhớ rõ. Đây là 014 à? Hình như là 012 sao ấy, hay 011 ấy em. Em vào bếp 2K5 toàn lý hóa văn anh nhá. Đấy, thì cô có live một đề rồi. Còn nếu em muốn thêm đề thì inbox cho cô, được chưa? Cô có like một đề sao với hai đề cũng không nhớ rõ nữa. Rồi, bài 3 nhá. Bạn nào không hiểu thì đặt câu hỏi ở dưới được chưa? Bài số 3. Cho tam giác ABC và M là trung điểm của BC. Hạ MA, ME theo thứ tự vuông góc với AB, AC. Trên tia BD, CE lần lượt lấy các điểm I và K sao cho D là trung điểm của BI, E là trung điểm CK. Ui giải phết đấy. Nói chung là vẫn là chứng minh 4 điểm này cùng nằm trên một đường tròn. Giải phết thì mình làm gì? Đọc từng câu nhá, nó có ngắt câu đây này. Đọc từng câu, ngắt từng câu mà vẽ nhá các em nhá. Chứ không thì em coi như là mồ hình rồi cô ạ. Sao lại mồ vào đây là hết mồ rồi chứ. Nhở? Vẽ hình nhá. Cho tam giác ABC. Tam giác ABC nhỏ nhỏ xinh xinh. Lùi xuống một tí cho đỡ đặc biệt. ABC. M là trung điểm BC.
27 này. 3,5 M là trung điểm BC. Đấy, tiếp nào. Hạ MA, ME vuông góc với AB, AC. MA thì bắt đầu từ điểm M đúng không? Sao lại MA, ME nhỉ? Chết rồi. Chép sai đề rồi. Hạ gì nhỉ? Hạ MD. Đây, ND. MD, xin lỗi các bạn. Hạ MD. Đúng rồi, phải là MD chuẩn rồi. Tại vì đây có điểm D đúng không? Đấy. Hạ MD vuông góc và ME vuông góc với AC. Sao lại không tập trung được gì hết thế này? Nhở? Phải tập trung hơn chứ. Gấu em à, giao ba đường phân giác gọi là gì ạ? Là tâm đường tròn nội tiếp tam giác nha em nhá. Vẽ đúng gì nhỉ? Vẽ đúng phân giác thì mới ra tâm đường tròn nội tiếp tam giác nhá. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác thì khi mà quay con ba ấy, em sẽ kẻ một đường vuông góc từ cái tâm đấy xuống một cạnh, được chưa? Thì nó sẽ nội tiếp ở bên trong, chính trong cái tam giác đấy nhá, chứ không phải là ta chạy ra bên ngoài đâu. Nhiều bạn lại vẽ ẩu cái phân giác thì là ra cái tâm nó không đúng, khi quay nó sẽ không ra, được chưa? Rồi, tiếp nào. Vuông góc này, vuông góc. Hạ MD, ME vuông góc với AB và AC trên tia BD. BD đây. Lấy điểm I, sao cho D là trung điểm BI. D là trung điểm tức là gì? BD phải bằng DI lên đây, được chưa? Một là gì? Dùng thước đo. Hai là gì? Quay con ba. Các bạn thích dùng cái gì thì dùng, được chưa? I đây. Tương tự, K là K là E là trung điểm của CK. E là trung điểm CK, được chưa? E đây. Bao nhiêu nhỉ? Tầm 2,6. 2,6. Nhưng mà nó cũng chả gần lắm. Thôi cứ vẽ 2,6 đi. K. Quên, X. Tại đây có hai cái bằng nhau rồi, được chưa? Điển hình là em hôm qua vẽ mãi không ra. Đúng rồi đấy, bạn Hoàng Sinh vẽ mãi không ra vì vẽ quá ẩu, được chưa? Tiếp nào. Thế rồi, chứng minh rằng bốn điểm BIKC, PIKC cùng thuộc một đường tròn. Comment nhanh nào, thuộc đường tròn tâm gì? Tâm là gì đây? Tâm là gợi ý nhá. Nối vào xong mà gợi ý cho các em rồi đấy. Tâm là gì nhỉ? BIKC, được chưa? Đây mình có này. Thứ nhất, MD vuông góc. Tiếp đến là gì? D là trung điểm BI, được chưa? Vậy MD sẽ thành đường. Đúng rồi, Hoàng Sinh, tâm là M. Sao lượt xem cũ ít thế nhỉ? Chắc quên, các bạn share bài về thì lượt xem sẽ nhiều hơn. Tiếp nào, MD sẽ vuông góc với BI, được chưa? D là trung điểm BI, vậy MD sẽ trở thành đường, đường gì? Đường trung trực, được chưa? Vậy sẽ cách đều, nghe chưa? MI sẽ bằng MB. Tương tự với bên này, ME cũng là đường trung trực của KC, vậy MK sẽ bằng MC. Đây, được chưa nào? Vậy bốn cạnh này bằng nhau chưa? Quay đường tròn thì tâm chính là điểm M. Nhiều bạn rất thích quay đường tròn đấy. Rồi, tường pin, tâm là M, chính xác, nghe chưa? Vẽ nha, ví dụ tam giác BMI thôi nha. Xét tam giác BMI có gì? MD vuông góc với BI tại D, được chưa nào? BD bằng DI. Từ đấy suy ra gì? MD là đường trung trực của BI, được chưa? Vậy suy ra tính chất cách đều là gì? MI sẽ bằng BI là BM, được chưa? Theo tính chất đường trung trực cách đều, được chưa nào? Vậy chứng minh tương tự với tam giác gì? KMC em cũng có. MC bằng MK, được chưa nào?
theo tính chất đường trung trực. Mà điều gì xảy ra? Mà mình có BM bằng MC theo giả thiết, được chưa nào? Vậy từ đây suy ra BM bằng MI bằng MK và bằng MC, được chưa nào? Tất cả đều bằng nhau, vậy suy ra BIKC cùng thuộc một đường tròn tâm M. Đường kính là gì? Đường kính là BC. Đây, BC, được chưa nào? Hoặc có thể ghi là bán kính BM đều được, được chưa nào? Cô cho dạng sin cos tan cô tan đi cô. Cô có like về buổi đấy rồi mà. Các bạn comment like đường tròn thì cô sẽ like đường, tôi cô đã like đường tròn rồi mà. Được chưa? Ok, hiểu phần này rồi chứ? Tiếp nhá. Ở đây giấy đây. Like rồi, em có thể vào xem lại, cô không xóa đâu. Cô có xóa đâu mà. Được chưa? Tiếp nào. Bài số 4. Bài số 4. Cho tam giác ABC có đường cao BDCE, chứng minh 4 điểm cùng nằm một trên một đường tròn, chỉ rõ tâm và bán kính. Rồi bài này dễ rồi đúng không? Vậy tam đường tròn chứng minh 4 điểm BEDC, tâm và bán kính là gì nhỉ? Đây, bài này dễ rồi, làm từ nãy giờ rồi. Đây nè, được chưa? Quá dễ luôn. Bài này dớ mà không làm được thì có sao mà thi được. A, B, C, B, D. Đây, vuông góc. Tương tự C, E, vuông góc. Đâu bạn nào comment tâm và bán kính nào? D này. Nhớ ký hiệu vào hình nhá. Những cái ký hiệu này thì được, còn ký hiệu nhiều số quá thì không ổn thôi. Được chưa? Hiểu xương xương rồi cô ạ. Thế thì comment cho cô nào. Tâm là gì? Bán kính là gì nào? BEDC. BEDC. Đâu rồi? Cho một phút nào. Xem bạn nào comment đầu tiên nào. Tâm của đường tròn có 4 điểm này là gì? Đi qua 4 điểm BEDC là gì nào? Chính là gì? Quay cho các bạn nhé. Vừa nãy giờ không quay. Đây. BEC vuông tải E, BDC vuông tải D. Vậy tâm chính là gì? Trung điểm của BC. Đây. Được chưa? Quá dễ. Tại sao? Tam giác vuông thì tâm chính là cạnh huyền, trung điểm của cạnh huyền. Tam giác vuông này cũng tâm cũng là trung điểm cạnh huyền. Được chưa? Đúng rồi, tâm là trung điểm của BC. Hoàng sinh chính xác. Đây. Quay thử cho các bạn xem. Không mà vẽ từ nãy mà cô không chứng minh nó là tâm, không đúng tâm chết. Đấy, được chưa? Đây, ví dụ gọi đây là Y thì tâm chính là trung điểm của BC. Tương tự bán kính là gì? Bán kính sẽ bằng BC trên 2. BC là đường kính, tâm là Y. Y chính là gì? Y là trung điểm của BC. Được chưa? Đấy, cho các bạn tự trình bày nhá. Giải cho các bạn thôi. Được chưa nào? Bài số 5. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi MNBQ lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và CA. Lại chứng minh cái này. Bài này thi mà. Thế nên là sẽ ôn nhiều một chút. Vẽ bừa nhá. À đâu? Tâm vuông góc mà quên. Quên lại bài vẽ bừa. Đây, ví dụ nó đây đi. Đây, vuông A, B, C, D. Gọi MNBQ là trung điểm của AB,
trung điểm của AB bao nhiêu đây nhỉ? 3,7, 1,5, 1, 2, 3,5. Đây, trung điểm đây, M. Tiếp, trung điểm của BC. Trung điểm của BC. N. Tiếp là trung điểm của CD. D. Tiếp là gì? Trung điểm của CA. CA hay là AD nhỉ? AD. AD. Lại cứ gõ nhầm. Lát rồi. AD. Đấy. B chứ nhỉ? Đây là B. Đây là Q. Rồi. Chắc hôm nay học xong sớm hơn đấy cô nhỉ? Ừ, hình như sớm hơn. Giờ đã xong bài số mấy rồi? Bài số 5 rồi. Tại vì không trình bày nhiều. Chỗ đoạn này này các bạn tự trình bày nha. Không trình bày nhiều. Đâu, tâm là gì? Tâm, chỉ rõ tâm đi. Và bán kính. Thấy chưa? Nào, vậy như nào? Nhìn thì cảm giác đây là hình gì nhỉ? Chữ nhật đúng không? Đấy, về chứng minh cái này là hình chữ nhật là dễ rồi. Chứng minh cái này là hình chữ nhật thì mình sẽ giống bài số mấy? Bài số 1. Bài số 1 thì tâm đường tròn, ngoại tiếp của nó là giao gì? Giao 3, giao 2 đường chéo, giao điểm của 2 đường chéo. Được chưa? Nó giống, nó đều là 2 đường chéo thì đều là cạnh huyền. Được chưa nào? Vậy, có gì nhỉ? Có... Nhớ này, nhớ đến trung điểm thì mình nhớ đến đường trung bình, thấy chưa? Ví dụ nhá, ta nhắc lại này. Tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC, thấy chưa? Đây, tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, BC, thấy chưa? Vậy suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC. Ok. Vậy suy ra gì? MN sẽ song song và bằng, không được viết cái này trong bài thi đâu nhở, viết luôn cho tiện thôi. Cô viết cho tiện rồi, bằng 1/2 AC. Đấy chưa? Đây này, bằng 1/2 AC theo định lý. Hoặc có gì nhớ lại thêm một định lý nữa là gì? Nếu M là trung điểm AB, có MN song song với AC, vậy suy ra gì? N cũng là trung điểm của BC. Ok. Vậy mình có gì nhỉ? MN song song với AC. Vậy tương tự là gì? QB. Đây, QB. QB này cũng song song với AC. Được chưa? Tương tự, MQ cũng là đường trung bình của tam giác ABD. Cũng song song với BD. Ok. Chứng minh tương tự được không? Suy ra gì? QB cũng song song và bằng 1/2 AC. Từ hai điều này suy ra gì? MN song song và bằng QB. Vậy hình này là hình gì nhỉ? MNBQ. MNBQ là hình bình hành. Ok. Hình bình hành theo dấu hiệu nhận biết hình hành nhá. Cặp cạnh đối song song và bằng nhau, được chưa nào? Vậy bây giờ lại chứng minh thêm cái gì? Chứng minh thêm đây có phải là hình chữ nhật hay không? Nhìn nhá. Góc B này của em sẽ song song và bằng góc A này, đúng chưa nào? Hai góc này ở vị trí gì? Đồng vị. Ok, MN song song với AC. Vậy M1 sẽ bằng MA1 ở vị trí đồng vị, được chưa nào? Tiếp. Góc M2 này này sẽ bằng góc B2 này vì cùng ở vị trí gì? Đồng vị, được chưa nào? Mà hai góc này cộng nhau bằng bao nhiêu đây? 90 độ. Hai góc này cộng nhau cũng bằng 90 độ. Được chưa? Hay hiểu đơn giản hơn là gì? A1 nhá. Vì MN này song song với AC. Suy ra gì? Đây. Suy ra M1 sẽ bằng A1 ở vị trí đồng vị. Được chưa nào? Vậy suy ra gì? Có gì thêm nào? Có gì? Mà MA1 cộng
M2 bằng 90 độ. Cái này vuông này, bởi vì hai cái này song song, cái này vuông, được chưa nào? Từ đây sẽ suy ra gì? Suy ra M1 cộng M2 sẽ bằng 90 độ. Ok, vậy suy ra góc QMN này. QMN bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, được chưa? Hình bình hành có một góc bằng 90 độ. Vậy suy ra nó là hình chữ nhật. Rồi, anh Khương chứng minh là hình chữ nhật. Đúng rồi. Rồi, cô chào Nguyễn Linh nhá. Chính xác, chứng minh đây là hình chữ nhật. Ok. Vậy đã ra là hình chữ nhật chưa? Vậy tâm của nó chính là gì? Giao điểm của hai đường chéo. Đây, ví dụ đây điểm O. Tâm chính là, tâm là giao điểm của MP và QN. Được chưa? Hiểu chưa các bạn? Còn bạn nào chưa hiểu chỗ nào thì comment câu hỏi xuống dưới nhá. Được chưa? Đây cô để lại. Để lại một chút này. Đấy, được chưa? Rồi, mình sẽ sang. Không bạn nào đặt câu hỏi thì mình sẽ sang câu số, bài số mấy nhỉ? Bài số 6. Đây, bài số 6. Ok, được rồi cô ạ. Bài số 6 này sẽ hơi khó một chút nhá. Bạn nào nghe không hiểu thì thôi, come out, ra ngoài cũng được, bài cuối cùng mà. Ra ngoài cũng được, bách ra ngoài. Học bài lát nữa sẽ nghỉ, học bài khác. Ok. Cho hình thoi ABCD có cạnh cố định. Được chưa? Gọi O là trung điểm AB, P là giao điểm của CO và BD. Chứng minh P chạy trên một đường tròn khi C và D thay đổi. Chắc các bạn chạy hết rồi. Khó quá à, nhưng mà sao làm tin nhắn thế? Úi dồi, các bạn hỏi bao nhiêu ạ? Tiếp nào. Nốt nha. Cho hình thoi. Cho hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Vẽ hình thoi nào. Trời ơi. Đây, hình thoi ABCD thì như vậy cũng gần giống nhau rồi. Kệ đi, không sao đâu. Cố định là sao? Cố định là không thay đổi em nhé. Đây, khi giữ nguyên cái này, CD nó chạy, chạy liên tục, biết làm sao thành thoi là được, được chưa? Tiếp nào. O là trung điểm AB. O là trung điểm. Ư ừ, trời ơi. 2 này. 1,5. Đây, tầm này. O là trung điểm AB. C AB là giao điểm của CO và BD. CO và BD. Bài này nó sẽ hơi khó một chút. Tại vì cố định ấy, cái thay đổi các bạn chưa gặp nhiều. Chứng minh B chạy trên một đường tròn khi C và D thay đổi đây này. CD sẽ chạy, được chưa? Giữ nguyên hai cái AB thôi. Làm nào chạy, được chưa? Vậy bây giờ nhá, cái C chạy, cái D chạy thì dẫn đến cái gì? Cái B này cũng phải chạy theo, đúng không? Vậy bây giờ nó chạy trên đường nào, tròn nào? Vậy tìm ra xem nó chạy trên đường tròn nào, được chưa nào? Đấy, bây giờ nhá, phải cái bài này là phải kể thêm hình phụ đấy, được chưa? Em nhìn nào, giao điểm của hai đường, hai đường chéo trong hình thoi sẽ là gì? Tại trung điểm đúng không? Không chỉ tại trung điểm đâu mà hai đường chéo này còn vuông góc với nhau cơ. Đặt tên là điểm Y đi. Được chưa? Đấy. Bây giờ có gì? Y là trung điểm của AC, Y cũng là trung điểm BD và AC vuông góc với BD tại Y. Được chưa nào? Tương tiếp nào, mình có O là trung điểm của AB. Được chưa? Vậy em nhìn điểm P này có gì đặc biệt không? Nhá, CO giao AB CO là đường trung tuyến của tam giác này, ABC. BI cũng là đường trung tuyến của tam giác ABC, được chưa? Mà CO giao BI tại P. Ok. Vậy suy ra P chính là gì?
Đây. CO là đường trung tuyến. Đây là xét tam giác ABC. Có cả CO và BI. Và BI giao CO tải P. Vậy suy ra P là tâm, à nhầm, B là trọng tâm tam giác. Trọng tâm là giao ba đường trung tuyến tam giác ABC. Được chưa nào? Đấy, bây giờ mình kẻ thêm hình phụ nhá. Hình phụ của mình là gì? Kẻ thêm một điểm E. Kẻ BE sao cho AC song song với BE. Kẻ như vậy để làm gì đây? Đây. Kẻ A, kẻ PE. Kẻ thêm nha, kẻ PE song song với AC. Song song với AC. Tiếp tục ghi thêm một cái nữa là E thuộc AB. Được chưa nào? Đấy. Ok. Vì tiếp này có cái này EB song song với AI. Suy ra là gì? Do đó B di động, được chưa? Trên đường tròn đường kính PE. Tại sao lại như vậy? Đây. Xét tam giác BEB. Xét tam giác BEB vuông tại B. À quên, chưa chứng minh cho các bạn. BE song song với AC mà AC lại vuông góc với gì? AC lại vuông góc với BE song song với AC mà AC lại vuông góc với BD. Theo tính chất của hình thoi, đúng chưa nào? Vậy suy ra BE sẽ vuông góc với BD tại B. Ok, vậy suy ra cái này 90 độ chưa? 90 độ rồi đúng không? Vậy viết ra đây cho các bạn nhìn cái hình nhá. Xét tam giác A, B, E, B vuông tại B. Có gì? Có. Lấy một cái là trung điểm ở đây. Tại sao lại thế? Trong tam giác vuông thì gì? Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao, à là trung điểm của cạnh huyền. Gọi tiếp một điểm, điểm K đi. K là trung điểm của BE. Được chưa? Vậy có gì? BK là đường trung tuyến. Suy ra K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác PPE hay B chạy trên đường tròn. Đường tròn gì? Tâm là tâm K. Đường kính là BE, hay nói cách khác là bán kính là BE trên 2. Được chưa nào? Đấy, ok chưa? Được chưa? Bây giờ cho dù CD chạy đi đâu thì B, điểm B này này của mình vẫn chạy trên đường tròn tâm K, bán kính là BE. À, bán kính là BE trên 2. Ok, đây. Được chưa? Hiểu bài này chưa em? Có câu hỏi nào nữa không? Được chưa? Còn câu hỏi nào về đường tròn không các em? Giả lại lần nữa đi cô. Cô ơi, tí cô chụp lại bài cho em về nhà cô. Ok, Vũ Thanh Tâm à. Đây. Cho hình thoi ABCD được chưa? Có AB cố định này, CD thay đổi này. Vậy mình sẽ phải tìm thêm cái điểm cố định nào nữa. Được chưa? Hình thoi suy ra Y chính là trung điểm AC. Y cũng là trung điểm BD. Và AC giao BD tại Y. Được chưa? Giao hai đường chéo tại trung điểm. Và đồng thời hai đường chéo phải vuông góc tại trung điểm đấy. Ok. Có gì? BI là đường trung tuyến bởi vì Y là trung điểm AC. CO cũng là đường trung tuyến bởi vì O là trung điểm AB. Cái này đều là giả thiết cho. Được chưa nào? Và CO giao BI tại B. Đây để bài cho nhá. CO giao BI tại B. Vậy suy ra B chính là gì?
là trọng tâm của tam giác ABC. Từ trên nào? B là trọng tâm tam giác ABC. Giao của hai đường trung tuyến. Thật ra thì bình thường người ta nói là giao ba đường trung tuyến là trọng tâm tam giác. Được chưa nào? Bây giờ mình phải kể thêm một hình phụ nhá, bởi vì mình muốn tạo góc vuông này này. Kể B song song với AC. E thuộc gì? E thuộc AB. Hay em nói là gì? Kể BX song song với AC. BX giao AB tại E đều được. Được chưa nào? Đây. Mình có gì? BE song song với AC. Mà AC lại gì? Vuông góc với BD. Từ đấy suy ra gì? BE sẽ vuông góc với BD tại B. Đây là theo quan hệ từ vuông góc đến song song. Được chưa nào? Xét tam giác PEB vuông tại B có BK là đường trung tuyến. Bởi vì gì? Mình có tam giác này vuông. Vậy tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền. Mình lấy luôn K là trung điểm của PE. Được chưa nào? Đấy. Vậy suy ra K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này. Hay nói cách khác là gì? Điểm B của em chạy trên đường tròn tâm K và đường kính là BE. Ok. Rồi nhá. Hiểu chưa tường bên? Tường bên đúng không? Hello, em quay lại rồi. Quay lại cô xong rồi. Nguyễn Hải Nam. Được chưa? Rồi, chắc bài hình khó quá à. Các bạn đi đâu mất à? Được chưa? Hôm sau quay lại phần đại nhá. Còn bây giờ chào các bạn.